Lần này lần thứ tư rồi nhưng mà trưởng ban hôm nay vẫn hồi hộp lo lắng giống như đi thi lần đầu. Nó có cái gì nó cứ lâng lâng, nó rất là khó tả. Thì đây cũng là cái cơ hội để chúng ta kết nối các bạn với nhau để làm sao mà các bạn có thể là học hỏi cái kinh nghiệm. Đấy, đặc biệt là tiếp xúc được khi mà đến được cái văn miếu Quốc Tử Giám như này là tiếp xúc được cái sức mạnh rất là linh thiêng. Chúng em mong là với cái tinh thần cũng như là sự nhiệt huyết của các thành viên trong ban tổ chức thì sẽ truyền được đến cho các em tân sinh viên cảm nhận được cái không khí cũng như là tình cảm của đại gia đình họ Ninh chúng ta. Đã thành thông lệ, mỗi mùa tựu trường năm học mới, dòng họ Ninh Việt Nam lại gặp mặt và dành những tình cảm hướng đến các bạn tân sinh viên từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2022, dòng họ Ninh Việt Nam đã tổ chức chương trình lễ dâng hương và vinh danh tân sinh viên tại Văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Không quản đường xa, các thành viên họ Ninh đến từ Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, v.v. đều góp mặt đông đủ. Ngay từ sáng sớm, các thành viên trong ban liên lạc, ban tổ chức cùng các em tân sinh viên đã có mặt tại cổng Văn miếu. Ai ai cũng háo hức chờ đón một chương trình ý nghĩa. Đoàn họ Ninh nhanh chóng nhận tấm hiệu đỏ thắm in chữ họ Ninh Việt Nam và tiến hành ghi danh tiến vào bên trong văn miếu. Đoàn dừng chân tại Khuê Văn Các để nghe hướng dẫn viên thuyết minh về di tích và lưu lại những bức hình thật đẹp. Đứng lên đây. Tổng diện tích của khu di tích hiện nay đã hướng dẫn viên tiếp tục dẫn đoàn đến trước giếng Thiên Quang, bia tiến sĩ và giới thiệu thuyết minh. Thật tự hào, trong 82 bia tiến sĩ tại đây có 4 văn bia khắc tên của 4 vị tiến sĩ họ Ninh trong suốt chiều dài của lịch sử. Đó là cụ Ninh Hãng, Ninh Địch, Ninh Đạt, Ninh Tốn. Tiến vào địa đại thành nghiêm trang, các đại biểu và tân sinh viên họ Ninh làm lễ dâng hương trước nơi ngàn năm linh thiêng, thờ những vị thánh nhân đã mở mang đạo học nước Nam. Sau lễ dâng hương, chương trình vinh danh tân sinh viên được bắt đầu với sự điều hành chính của trưởng ban liên lạc dòng họ Ninh Việt Nam, ông Ninh Văn Hiến. Ông thật tự hào khi một lần nữa tổ chức thành công chương trình lễ dâng hương và vinh danh tân sinh viên dòng họ Ninh ở quy mô cả nước sau thời gian dài dịch bệnh. Là người có tâm huyết truyền lửa cho các thành viên ban liên lạc cũng như thế hệ trẻ họ Ninh Việt Nam, ông xúc động phát biểu. Cả dòng họ luôn mong chờ các cháu chịu khó học tập, noi gương các bậc tiền bối, nuôi dưỡng hoài bão để họ Ninh chúng ta ngày càng có nhiều người tài và luôn luôn nhớ phải có tâm, có đức đối với dòng họ. Khi đó dòng họ Ninh chúng ta mới được nâng tầm khởi sắc. Các cháu đang ngồi đây đã, đang và sẽ luôn là niềm tự hào của gia đình và dòng họ. Mai này khi trưởng thành, bác mong rằng dù ở đâu, làm bất kỳ ngành nghề gì, có thành ông hoặc bà chúa gì, cũng vẫn phải luôn nhớ và tự hào mình là người họ Ninh, một dòng họ lâu đời và có bề dày lịch sử. Sau phần phát biểu, ông Ninh Văn Hiến cùng ban tổ chức đã trao đến các em tân sinh viên những phần quà nhằm ghi nhận cho những thành quả của các em trong thời gian qua, cũng như tiếp tục khích lệ tinh thần ham học, hiếu học của các em sinh viên khi ở môi trường đại học. Đại diện cho các em tân sinh viên, em Ninh Hải Nam đã có lời phát biểu cảm ơn. Hôm nay là năm đầu tiên giáo dục phải dự lễ dâng hương và nâng niếu Quốc Tử Giám. Chào đón các bạn tân sinh viên, bản thân cháu cảm thấy rất tự hào và hãnh diện khi được cử vào những thành quả thực hiện năm trước tạo thành để được tạo thành những động lực của chúng cháu tiếp tục nỗ lực học tập. Cháu xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bạn thầy cô đã ủng hộ cụm khuyến học Hà Sơn. Khuyến học và bọn đi cả quốc của chúng cháu có buổi giao lưu ngày 3 tháng 6 năm 2018 thì họ Ninh Việt Nam mới đã có đại hội lần đầu tiên của cả nước đấy, thành lập ra cái ban liên lạc của dòng họ. Và cũng năm 2018 thì mới tổ chức được cái hội khuyến học
tổ chức vinh danh các cháu đỗ đại học năm 2018 của cả nước. Thế thì chúng ta làm tiếp được năm 2019, năm 2020. Thế còn năm 2021 thì vì vướng cái dịch Covid cho nên là không làm được. Và đến năm nay là năm 2022 thì chúng ta lại tiếp tục tổ chức cái lễ dâng hương và phát trao thưởng cho các cháu tân sinh viên của cả nước. Thì đây cũng là một hoạt động của Ban Liên lạc Dòng họ Ninh Việt Nam. Đấy, thì nói thật là lần này lần thứ tư rồi, nhưng mà trưởng ban hôm nay vẫn hồi hộp lo lắng giống như đi thi lần đầu. Nó có cái gì nó cứ lâng lâng, nó rất là khó tả. Thì theo mình nghĩ các năm sau thì cái ban liên lạc nên làm, năm nào cũng nên làm, vì dù sao nó cũng là một trong cái việc rất là quan trọng và cũng rất là thiết thực đối với dòng họ. Tuổi trẻ hay là nhân tài đó là nguyên khí của quốc gia, và các thế hệ sinh viên, đặc biệt là trong một cái dòng họ nữa thì sẽ là cái tương lai của một đất nước cũng như là của một dòng họ. Thế thì trong quá trình mà chúng ta làm hay là chúng ta phát hiện những nhân tài như vậy, đặc biệt là các bạn mới thi đỗ vào trường đại học cao đẳng trên cả nước của dòng họ, thì đây cũng là cái cơ hội để chúng ta kết nối các bạn với nhau để làm sao mà các bạn có thể là học hỏi cái kinh nghiệm, đặc biệt là tiếp xúc được khi mà đến được cái văn miếu Quốc Tử Giám như này, là tiếp xúc được cái sức mạnh rất là linh thiêng từ các cụ tổ tiên để lại. Trong đó có những người mà đã đỗ tiến sĩ, được khắc cái văn bia ở tại văn miếu Quốc Tử Giám. Thế thì đây là cái cơ hội rất là tốt để các bạn có cái cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau, không chỉ có những người mà cùng quê của mình, mà kể cả những người trong dòng họ ở rất là nhiều những tỉnh thành trên cả nước. Và chính vì vậy là gì, trong quá trình mà sắp tới thì cái việc mà giao lưu kết nối giữa các cái thành viên, các cái sinh viên trong dòng họ là vô cùng quan trọng, đặc biệt là tham gia những hoạt động cộng đồng như thế này. Đây là cái năm mà dòng họ chúng ta cũng đã kết hợp tổ chức được nhiều cái chương trình như thế này, và chúng ta cũng hy vọng là trong thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục được giao lưu kết nối với nhau nữa. Và nếu có thể được, chúng ta có thể tạo ra thành cái cộng đồng những người mà sinh viên dòng họ Ninh trên cả nước, những cái dịp mà cần phải giao lưu kết nối thì chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau, kết nối với nhau trong hỗ trợ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. Thực ra thì năm nay cũng là năm thứ ba em được tham gia với công vị là thành viên ban tổ chức của chương trình vinh danh tân sinh viên. Thì các cái công việc chúng em cũng khá là quen thuộc rồi, cũng không có vất vả hay là khó khăn gì. Và chúng em mong là với cái tinh thần cũng như là sự nhiệt huyết của các thành viên trong ban tổ chức thì sẽ truyền được đến cho các em tân sinh viên cảm nhận được cái không khí cũng như là tình cảm của đại gia đình họ Ninh chúng ta. Và những năm sau các em có thể là tiếp bước các anh chị và tổ chức được nhiều chương trình thành công hơn nữa. Kết thúc chương trình tại Văn Miếu, đoàn họ Ninh đã chụp lại những bức ảnh lưu niệm thật đẹp trước bái đường và di chuyển đến nhà hàng Sen Tây Hồ để dự tiệc và tiếp tục chương trình giao lưu thân mật tại nhà hàng. Một lần nữa, thay mặt cho ban liên lạc, ban tổ chức chương trình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các mạnh thường quân, các thành viên trong ban liên lạc dòng họ Ninh Việt Nam đã dành sự quan tâm, góp công, góp sức để tạo nên thành công chương trình lễ dâng hương và vinh danh tân sinh viên dòng họ Ninh Việt Nam vô cùng ý nghĩa mỗi dịp thu về. Chúc ông bà, các bác, các cô, các chú, các anh chị em thật nhiều sức khỏe và thành công trên con đường sắp tới. Chúc các em tân sinh viên có thật nhiều trải nghiệm đẹp và gặt hái nhiều thành công tại môi trường đại học. Và luôn hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!